những câu nói hay, tạo động lực, giúp bạn lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Các bạn nên xem nhé! Nếu như bạn bị rớt lại phía sau, hãy chạy nhanh hơn. Không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng. Hãy chống lại nghịch cảnh. Con người ta sinh ra là để được là chính mình. Vì vậy, đừng bao giờ cố che giấu hay thay đổi bản thân vì bất cứ ai. Hãy cứ tự tin và cho cả thế giới biết bạn thực sự là ai. Đó mới là vai diễn định mệnh của bạn. Dù không muốn mình lớn lên, nhưng bạn vẫn phải trưởng thành. Vì vậy, hãy mạnh mẽ mà trưởng thành. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay chỉ có thể cất cánh khi chống lại gió, không phải thuận theo nó. Không bao giờ cúi đầu, không bao giờ bỏ cuộc hay chỉ ngồi than thở. Hãy tìm một cách khác và đừng cầu nguyện khi trời mưa nếu bạn không cầu nguyện khi trời nắng. Sẽ không bao giờ có bế tắc thật sự khi trong bạn còn niềm tin. Chỉ cần có niềm tin, bạn sẽ có hy vọng, sẽ tìm thấy con đường để bước tiếp. Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn về nó. Cuộc sống luôn có nhiều việc xảy ra không như ý. Chúng ta không thể né tránh. Điều duy nhất bạn có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó. Vinh quang không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Sức mạnh không được tạo ra từ những thứ bạn có thể làm. Nó được tạo ra từ nỗ lực vượt qua những thứ bạn nghĩ mình không thể vượt qua. Trở ngại không thể cản bạn lại được. Nếu bạn va phải tường, đừng quay đi và bỏ cuộc. Hãy tìm cách trèo lên, phá vỡ hay bước vòng qua nó. Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên. Và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin. Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc là một con đường. Khi bạn có quá nhiều sự lựa chọn, bạn không biết mình muốn gì. Khi bạn biết mình muốn gì, thì cũng là lúc bạn không còn sự lựa chọn. Sự khiêm nhường thì người ta càng phục, tự khoe mình thì người ta càng khinh. Đừng mơ trong cuộc sống, hãy sống cho những giấc mơ. Đừng bao giờ chia sẻ bí mật của bạn với bất cứ ai, vì đó có thể hủy hoại bạn. Đây có lẽ là lời khuyên quan trọng nhất cuộc đời. Bạn có thể tin vào giấc mơ của mình, nhưng bạn phải hành động để biến chúng thành sự thật. Cuộc sống rất đơn giản, nhưng chúng ta cứ bắt nó phải phức tạp. Hôm nay đầy rẫy những khó khăn và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng, nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Chỉ lên tiếng khi bạn thực sự biết lời nói của mình tốt đẹp hơn việc giữ yên lặng. Không tin vào chính mình, tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu. Đừng thất vọng khi bị từ chối, đừng buồn khi mình thất bại, đây chỉ là bài test của cuộc đời thôi. Đôi khi, phải mất mọi thứ mới tìm thấy chính bản thân mình. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có đôi dép để mang, thì tôi lại phát hiện có người không có chân. Người bi quan, phàn nàn về cơn gió. Người lạc quan, chờ đợi gió đổi chiều. Người thực tế, điều chỉnh lại cánh buồm. Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi. Cuộc đời như một dòng sông, kẻ nào không chịu học bơi sẽ bị nước nhấn chìm. Chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình, nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác. Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống. Thời gian là miễn phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó,
nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn có thể dùng nó, nhưng bạn không thể giữ nó. Một khi bạn làm mất nó, bạn sẽ không thể nào có lại được nó. Những người thông minh và những người xinh đẹp đều mắc chung một tật. Cứ tưởng như thế là mãi mãi. Đừng buồn vì người khác chỉ nghĩ đến bạn khi gặp nạn. Hãy tự hào vì khi cuộc sống của họ toàn bóng tối, thì bạn là ngọn nến duy nhất chiếu sáng họ. Chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn. Cần nhớ rằng chính bạn chứ không phải ai khác là người sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn đến.